Chào các bạn, mình là Vân Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại của mình là 0987829002. Hôm nay chia sẻ với các bạn một chút kinh nghiệm về trồng hoa lan, đặc biệt là hoàng thảo kèn, hàng của rừng Lai Châu, và hoàng thảo đơn cam, khu vực miền trong. Đây là một số giò kiều, hàng kiều tím, hàng của rừng Yên Bái, trồng thuần tại vườn. Năm nay là năm thứ ba. Đấy, như các bạn đã nhìn thấy, kiều tím năm thứ ba. Đây, như các bạn, giá thể là trồng của trên giá thể là dương xỉ kèm với chậu gỗ dương xỉ vụn các bạn nhé. Đây, như các bạn nhìn thấy, cây cành kia là cành già, cây phát triển rất là khỏe. Kiều tím Yên Bái thì nói với các bạn là nói về kiều tím thì mình cũng không biết được nắm được khu vực nào. Nhưng mà nói với các bạn là để mà nói về kiều tím thì mình cứ thấy hoa tím là được, đạt độ bông là đẹp. Chứ còn không biết là khu vực nào. Thực tế với nó các bạn là nó là hàng cây rừng mà, cây tự nhiên rồi. Thì chúng ta cứ thấy đẹp, ưng mắt. Và đã gọi là kiều tím thì là phải tím. Còn kiều tím mà thành kiều hồng thì không thể nói được. Màu sắc thì nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố, đó là phân thuốc, phân bón, khí hậu từng khu vực khác nhau. Khi các bạn đây là mình trồng hoàn toàn tự nhiên, 100% là không phân bón, nên là mình để cho cây mọc tự nhiên và hoa cũng mọc tự nhiên. Thì mình có cảm nhận được một cái, đó là khi mà hoa đã mọc tự nhiên thì nói với các bạn thì phải nói là tuyệt vời, không bị tác động của con người, đó là phân thuốc. Đấy, mình chỉ có phun cái thuốc chống nấm, chống thối là một, hai là thuốc chống dẹt, tức là thuốc mình chỉ có dùng thuốc Ferona, dùng chuyên cho chống gây chống bệnh sốt rét, các loại côn trùng chân đốt, ví dụ muỗi, dĩn hay là ruồi nhặng, cái thứ đều có thể trị được, cuốn chiếu. Đấy là đặc biệt là những cái con côn trùng gây hại. Phải nói là những cái giò kiều tím này nói với các bạn là quá là bắt mắt. Đấy, trồng hoàn toàn tự nhiên 100%. Đấy, như các bạn nhìn thấy đây, hoàn toàn tự nhiên là 100%, không có phân bón gì cả. Đấy, hoa sắc màu tự nhiên. Và đây là những giò đơn cam. Thực tế với các bạn là giò đơn cam này hôm nay mình đưa lên là để so sánh giữa trồng giá thể lũa và trồng giá thể là gỗ ngứa, cho các bạn thấy trực tiếp được ra xem là cái dòng nào nó tốt cho cây. Đấy, như các bạn đã nhìn thấy đây, gỗ lũa thì nói với các bạn là về độ cây thì nói là rất là khô. Đấy, cực khô luôn, nên là cái giá thể trồng lũa này rất là khó chịu. Nếu như các bạn mà cái vườn nào khô hoặc là lười tưới thì các bạn phải chú ý, bởi vì nó thực tế với đây là cái giò này là mình ở một khu vườn khác, mình mang về nhà mình lấy hộ anh, có một anh đấy là anh lấy cả hai giò này rồi. Gỗ ngứa thì cái vỏ nó dày, độ thoát nước tốt, độ giữ nước thì cũng khá là ok, nên là cây phát triển rất là đều, khỏe. Gỗ lũa thì kém hơn một chút vì cái giá thể nó quá khô, dễ không thể mọc dài hết được. Đây các bạn, dễ mọc nó bình thường, nó khô quá. Đây là giá thể gỗ ngứa phát triển khá là ok, rất là đẹp. Đấy, năm này là cái đơn cam này là năm đầu tiên. Đơn cam này là năm đầu tiên đấy các bạn. Các bạn trồng thì nên trồng vào gỗ thì mình nghĩ là sẽ ổn. Vì là trồng vào chậu thì các bạn nếu điều hòa được nước thì cây sẽ phát triển rất là tốt. Còn nếu như các bạn mà không điều khiển được nước thì thực sự là cũng khó mà nói được. Vì cây rất là dễ chết. Đây cũng vậy, đây là giò kiều tím. Đấy, và các bạn hoàn toàn 100% tự nhiên, không phân bón, để được coi được những cái giò hoa lan đẹp. Và mình thì cũng rất thích trồng theo kiểu tự nhiên, chứ mình không thích trồng theo kiểu chăm bón kỹ quá. Vì để tại vì sao mình lại không chăm bón kỹ quá, vì là khi về các bạn thì các bạn có lúc đấy các bạn tra phân bón rồi thì mình nghĩ là sẽ không ảnh hưởng gì cả, bởi vì cây đang hoàn toàn tự nhiên, 100% tự nhiên, nên các bạn tra phân bón thì đó là chuyện bình thường, cây sẽ không bị thừa chất. Và không bị khi mà thừa chất thì rất dễ
gãy gây là nấm thối rồi tất cả các bệnh khác, giống như chúng ta cũng thế thôi. Ăn quá nhiều thứ bồi bổ thì sẽ cơ thể sẽ không hấp thụ hết, sẽ sinh ra là bệnh. Đấy, nói với các bạn là như vậy. Mình chỉ có một chút nhỏ nhỏ chia sẻ với các bạn về cách trồng, về cách chăm sóc hoa lan đơn cam. Và một điều chú ý nữa các bạn ạ, thời gian vừa rồi thì có rất nhiều anh em hỏi, gọi điện hỏi vườn lan Trường Sơn ơi, giờ này không bán kèn nữa à, hay là có kèn hay không. Thực tế với các bạn là mình kèn thì mình vẫn còn hàng chuẩn của rừng Lai Châu, và tỷ lệ bông tím của năm nay là 70-80% tím đậm. Và mình đã vào vườn chuẩn bị cho các bạn được khoảng 3.000 ngọn kèn để tháng 11 mình sẽ xuất hàng ra cho các bạn, để các bạn có thể trồng, chia sẻ và lúc đó là có thể chơi hoa Tết luôn. Vì sao là như vậy? Bởi vì nói với các bạn là bây giờ tỷ lệ các bạn mua hàng về thì cây chết là 90%. Thực sự là mình là người chơi lan và mình cũng là người cung cấp các mặt hàng lan rừng cho các bạn. Nhưng kinh nghiệm mình có đến đâu thì mình chia sẻ cho các bạn đến như vậy, để cho các bạn là tránh cái tổn thất về kinh tế. Hai nữa là những cây hoa lan rừng đến với các bạn đảm bảo là tỷ lệ sống khỏe, sống tốt. Đấy, mình cũng mong như vậy để làm sao cái sân chơi của chúng ta, của những người yêu hoa lan trên mọi miền Tổ quốc là rộng rãi, phát triển. Về chúng ta tuy rằng không ở gần nhau nhưng cái mạng xã hội phát triển rất là mạnh mẽ với thời buổi này, thì chúng ta có thể gặp nhau qua Zalo, qua Facebook, qua những tin nhắn, chia sẻ những cái kinh nghiệm nho nhỏ cho nhau để chúng ta cùng nhau phát triển những cái giỏ hoa lan rừng có tại tự nhiên về trong vườn của các bạn. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi clip của mình. Chúc các bạn có những ngày nghỉ thật vui vẻ, hạnh phúc, thành công và sưu tầm được nhiều giỏ hoa lan đẹp, chăm sóc được nhiều giỏ hoa lan hơn nữa trong khu vườn của mình, để cho khu vườn của các bạn thêm đa dạng và phong phú. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Mọi thông tin chi tiết liên hệ thì để chúng ta tư vấn hoặc chia sẻ những cái kinh nghiệm trồng lan thì các bạn có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại là 0987829002, hoặc Zalo của số này là mình cũng vẫn dùng cái số Zalo là số này. Facebook cũng vậy, để cho chúng ta là chia sẻ những cái cây hoa đẹp. Vâng, rất cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.